Welcome back to Learning English with Miss Hong. Today is a lesson of English 4. Chào mừng các em quay trở lại với học tiếng Anh với cô Hồng. Hôm nay sẽ là một bài học của tiếng Anh lớp 4. Ok, let's get started. Mình sẽ cùng vào xem đó là bài mấy nhá. Ok, the lesson, what does he look like? Như vậy, bài tiếng Anh lớp 4 hôm nay chúng ta học là Unit 14. What does he look like? Bài tiếng Anh lớp 4 hôm nay chúng ta học là bài 14. Anh ấy trông như thế nào? Như vậy chúng ta sẽ tả hình dáng của bạn ấy, của một người nào đó, của anh ấy, đúng không nào? Trước khi đi vào bài học cụ thể thì cô sẽ nói qua, nêu qua về cái nội dung của mỗi bài học của cô. Thứ nhất là từ vựng của toàn bài. Đối với cả từ vựng khó thì mình sẽ học ngữ pháp trong bài này, đó là so sánh hơn. Anh ấy béo hơn hay mập hơn, gầy hơn, đó, cao hơn, thấp hơn, lùn hơn, kiểu như thế. Gì? Nghe theo đĩa, giọng bản ngữ, những cái nội dung mà mình đang học, luyện phát âm, làm bài tập trong sách giáo khoa. Và gì? Phần 6 đó là gì? Luyện dạng đề kiểm tra thi học kỳ ở trường, mà đặc biệt là trong kỳ thi sắp tới là kỳ thi học kỳ 2. Học rất là nhiều áp lực bởi vì là chúng ta nghỉ dịch Covid-19 rất là lâu. Đấy, dự đoán sẽ rất là áp lực. Thì mình sẽ học dần trước đi. Tiếp theo, khâu chuẩn bị đối với học sinh là gì? Chuẩn bị bút bút mực này, bút chì, vở, sách giáo khoa, tiếng Anh lớp 4 tập 2, trang 24-25. Phụ huynh thì luyện nói cùng con khi cần và yêu cầu con làm theo những cái gì mà cô Hồng, cô đang yêu cầu các em. Ví dụ như lặp lại theo, đọc to, ghi chép cẩn thận chẳng hạn. Đó. Trong quá trình cô nói có thể nhanh hơn thì các em sẽ ghi chép và trừ ra những cái phần mà chưa ghi kịp. Bởi vì cô sẽ cho ôn tập lại nên ở cái phần ôn tập lại các em sẽ nhìn thấy tiếp nội dung để các em ghi nhá. Ok, let's go on. Mình đi vào bài học luôn. Part 1. Như cô vừa nói là mình sẽ học đây là phần từ vựng phải không nào? Nào, mình sẽ bức tranh thì mô tả một cách hòm hòm nào đấy thôi. Và mình sẽ nhìn hình ảnh nào. Short, bạn kia thấp đúng không nào? Đọc cho cô nào. Short. Short. Và bạn này là tall. Tall. Đấy, mỗi lần cô nói các em nói lại theo cô. Tiếp theo, slim. Slim. Từ này nó giống chữ y tiếng Việt thôi, nhưng mình đừng có nói thành y tiếng Việt là mình đọc thành sai rồi. Mình chỉ nói một nửa y tiếng Việt là e. Nói theo cô là e. Và mình thêm âm im. Slim. Slim. Very good. Đó. Khi luyện nói các em mở to miệng. Nào. Young. Yeah. Nói theo cô vậy, nói yeah theo cô đấy. Yeah. Young. Very good. Tiếp theo nào. Old. Old. Bật âm D cuối nào. D. Old. Very good. Old. Ok. Và các em nhìn vào so sánh này. Như lúc nãy cô đã nói đúng không? So sánh đúng không? Đây. Tall. Taller. Short. Shorter. Như cô đọc tall. Taller. Short. Shorter. Đây. Ok. Tiếp theo nào. Các em đọc lại lần nữa nào. Tall. Âm L để như thế. Tall. Taller. Tall lên cao, L xuống thấp. Taller. Tiếp theo. Short. Shorter. Very good này. Shorter. Chờ mình thả hơi xuống. Tiếp theo. Big. Bigger. Ok. Small. Smaller. Very good. Đó. Tiếp theo. Old. 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 Như vậy cô đọc older. Đó, xong thành một từ old. Older. Young. Younger. Nói rõ là g, nói rõ là d nhé. Old là bật, là cái từ này. Còn khi nói từ này mình nói older. Very good. Các em cũng đọc lại toàn bộ cái phần này cho cô một lần nữa nhé. Short. Tall. Slim. Young. Old. Tall.
taller, short, shorter, big, bigger, small, smaller, old, older, young, younger. Ok, very good. Mình đã đọc xong toàn bộ cả phần từ vựng nhá. Mình sẽ vào phần đọc của bài luôn. Đấy. Cô sẽ đọc trước nhờ. Now, what are you doing, Linda? Cô đọc rõ từng từ. Mục đích là cho những bạn đang thấy phần nghe khó, các em có thể đọc rõ từng từ theo cô. Thì sau khi đọc xong thì tí nữa mình nghe người bản ngữ nói sẽ dễ hơn. I'm writing an email to my brother. Tuy cô nói chậm nhưng vẫn theo từng đoạn, từng cụm một này. I'm writing. Chữ write như vậy, cô nói cái cụm I'm writing thì cụm chữ write có lên cao nhất. I'm writing an email to my brother. Nào, nói lại. I'm writing an email to my brother. Very good. Âm the giống như giờ tiếng Việt nhưng lưỡi thọ thè ra dài hơn. The. To my brother. Bức tranh B nào. Where is he now? He's in England. England. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng nghe và luyện lại luôn nha. Page 24, Unit 14. What does he look like? Lesson 1. Activity 1. Look, listen, and repeat. A. What are you doing, Linda? What are you doing, Linda? Em nghe được không? Cô sẽ nói chậm lại hơn nè. What are you doing, Linda? Em cũng lặp lại theo nào. 1, 2, 3. What are you doing, Linda? Very good. Tiếp theo nào. I'm writing an email to my brother. I'm writing an email to my brother. Cô lặp lại. I'm writing an email to my brother. Bức tranh B nào. B. Where is he now? Where is he now? Anh ấy ở đâu? Bây giờ. Từ nào là bây giờ nhỉ? Now là bây giờ, where là ở đâu. Đấy. Where is he now? He's in England. He's in England. C. What does he do? Anh ấy ở Anh. Đó. Nghe C rồi nhưng mà mấy cô sẽ sâu nghĩa của cái phần nói chuyện này đấy trước đã. Cô đọc lại một lần, các em nhìn thấy nghĩa tiếng Việt này. Bạn đang làm gì vậy, Linda? Chữ nào là làm? Đây. Do. Doing, đang làm. Gì là what? What are you doing? Bạn đang làm gì, Linda? Mình đang viết thư cho anh trai. Từ nào là viết thư nhỉ? Write là viết. Writing. I'm writing là mình đang viết. Thư là thư điện tử nhá. An email. My brother. Brother là anh trai, em trai đúng không? My là của tôi. Đó. Bây giờ là now rồi. Cô nói rồi. Ở nước Anh. England là nước Anh. Đó. Cô sẽ đọc lại một lần nữa. What are you doing, Linda? I'm writing an email to my brother. Where is he now? He's in England. Very good. Mình sang phần gì? Luyện tập lại nhé. Bây giờ các em sẽ cùng đọc to lại tiếng Anh, các câu tiếng Anh khi nhìn thấy các câu tiếng Việt nhé. Bạn đang làm gì vậy, Linda? What are you doing, Linda? Very good. Các em nhớ là nói theo ngữ điệu nha. Câu tiếp theo nào. Mình đang viết thư cho anh trai mình nào. Gì nhỉ? Nói được không? I'm writing an email to my brother. Bây giờ anh ấy ở đâu? Ở đâu là gì nhỉ? Where? Where is he now? Very good. Anh ấy ở Anh. He's in England. Đó. Và mình sang bức tranh C. Lần này các em sẽ nghe trước và đọc lại luôn. Page 24, D. What? He's in England. Rồi bắt đầu nào. C. What does he do? What does he do? Nói lại theo cô nào. What nghĩ. What does he do? Very good. What does he do? He's a footballer.
He's a footballer. Anh ấy là một cầu thủ bóng đá. He's a footballer. D. What does he look like? What does he look like? Anh ấy trông như thế nào? He's tall. He's tall. Anh ấy trông như thế nào? Anh ấy cao. Đó. Bây giờ mình sẽ cùng xem nghĩa tiếng Việt nào. Anh ấy làm nghề gì? Như vậy, khi mình hỏi người ta làm nghề gì, mình hỏi là What does he look like? Đấy. He, à, và gì? He's a footballer. Anh ấy là một cầu thủ bóng đá. Từ nào là cầu thủ bóng đá nhỉ? Footballer. Very good. Gì? What does he look like? Anh ấy trông như thế nào? Từ nào là trông như thế nào? Look like. Trông như thế nào? Như vậy khi hỏi người ta trông như thế nào? Ok, bây giờ mình sẽ cùng gì? Ken nhìn nghĩa tiếng Việt và nói to nghĩa tiếng Anh cho cô nhá. What does he do? Very good. He's, anh ấy là một nhỉ? Anh ấy là một là he's a footballer. He's a footballer. Very good. Tiếp theo nào. Anh ấy trông như thế nào? Trông như thế nào là gì nhỉ? Cô đã nói rồi. Trông như thế nào là what look like. Và anh ấy là he. Mình có câu hỏi này. What does he look like? Anh ấy rất cao. Anh ấy cao. He's tall. Đấy. Là mình đã ôn tập xong phần cuộc nói chuyện giữa hai bạn về một người anh trai của bạn ý là cầu thủ bóng đá, đúng không nào? Bây giờ mình sẽ sang một cái phần luyện tả về người. Rất là dễ đúng không nào? Mình có các từ mới lại đây. Là gì? Young. Đây, cô đang chỉ đấy. Old. Tiếp theo nào. Slim. Short. Tall. Đọc lại một lần nữa cho cô nhé. Tall. Cô biết là hơi dễ nhưng các em cần đọc cho chuẩn. Short. Slim. Old. Young. Very good. Và câu hỏi là gì? Anh ấy, cô ấy, ông ấy, bà ấy, đúng không? Như vậy ông ấy, anh ấy là he. Còn cô ấy, bà ấy là she. Và mình hỏi What does he look like? What does she look like? Đấy, anh ấy, ông ấy đây, bà ấy, cô ấy đây. Và mình trả lời He's tall hay là he's young. Đó. Cô ấy, she's short, she's slim. Đấy là ví dụ, bây giờ mình cùng hỏi nào. What does she look like? Các em trả lời cho cô nào. Very good. She's tall. What does she look like? Very good. She's short. Cô hỏi tiếp nào. What does she look like? She's slim. Very good. What does he look like? He's old. What does he look like? He's young. Very good. Đấy, mình vừa luyện tập mẫu câu hỏi anh ấy trông như thế nào, cô ấy trông như thế nào với cả bốn bức tranh và các em đã khá quen thuộc với cấu trúc anh ấy trông như thế nào. What does he look like? Cô ấy trông như thế nào? What does she look like? Nhỏ, đúng rồi. Bây giờ mình sẽ gì? Nhìn lại nghĩa tiếng Việt cô đã viết hết lên trên màn hình. Bây giờ các em cùng đọc to khi thấy nghĩa tiếng Việt nào. Cô ấy trông như thế nào nào? What does she look like? Very good. Tiếp theo. Cô ấy cao nào. She's tall. Cô ấy thấp nào. She's short. Cô ấy mảnh khảnh nào. She's slim. Ông ấy trông như thế nào? Nói to nào. Very good. What does he look like? Ông ấy già nào. He's old. Cậu ấy trông như thế nào? Vẫn giống câu trên thôi. What does he look like? Cậu ấy trẻ nào? He's young. Đấy. Dễ đúng không nào? Ok. Mình sẽ
Ôn tập lại một lần nữa nhỉ, nhiều quá nhỉ. Đúng rồi, cô chỉ show lên màn hình để các em có thể ghi phòng khi các em chưa ghi kịp thôi. Đó, what does she look like? She's tall. She's short. She's slim. What does he look like? He's old. What does he look like? He's young. Đó, dễ. Mỗi khó từ slim và từ young thôi nhỉ. Nhớ nhá, slim, mảnh khảnh, mảnh dẻ. Young là trẻ. Đó, mình chuyển sang phần nghe tiếp theo. Đó là nghe và chọn đáp án A, B or C. Nghe và chọn đáp án A, B hoặc là C, đúng không? Mình có bức tranh 1, 2, 3. Bức tranh 1 ở giữa nhá. Các em nghe và chọn. Có thấy hơi khó không? Khi nghe và chọn thì cũng chỉ chọn đến các từ mà mình vừa học như là cao, thấp, mảnh, rẻ, già hay là trẻ thôi. Bây giờ mình sẽ cùng nghe trước đã, đi đã, xem nó khó như nào, cô sẽ giải thích tiếp nha. Page 25, Activity 3. Listen and tick. 1. What does your sister look like? Đây, 1. What does your sister look like? Ở đây không phải là he hay là she nữa mà là your sister. Your sister là em gái của bạn trông như thế nào, đúng không? What does your sister look like? Như vậy, mình sẽ nghe. Nào. She's very tall. Các em nghe từ very tall. Như vậy mình vừa học từ cao rồi, tall. Còn từ very có thể mình chưa biết. Very là rất cao. Như vậy trong bức ảnh này ai là rất cao? Như vậy mình có đáp án là C. She's very tall. Mình sang page 25. What does your grandmother look like? Câu 2 đấy. What does your gì nhỉ? Grandmother look like? Bà của bạn. She's old and short. She's old and short. Cô ấy già và thấp. Bà già và thấp. Đúng không nhỉ? Bà nhiều tuổi và thấp. Đây. Nhiều tuổi và thấp. Trên bức tranh thì hơi khó nhìn nhưng mà mình thấy người này thấp mà người này lại, người này thì trẻ, đúng không? Như vậy mình chọn là C. Các em nghe tiếp bức tranh còn lại nhé. 3. How old is your brother? How old does your brother? He's 12. Đấy, các em có biết người ta vừa hỏi và trả lời về gì không? Anh trai của bạn bao nhiêu tuổi? Hoặc là em trai của bạn bao nhiêu tuổi? Và he's 12. Anh ấy 12 tuổi. What does he look like? What does he He's look? Slim and short. He's slim and short. Anh ấy thì mảnh dẻ và thấp. Em nhìn trên màn hình bạn nào thấp nào? Chỉ có A hoặc B và một người nào mảnh dẻ là A. Như vậy mình chọn đáp án là A. Ok. Như vậy mình thấy phần nghe vừa dễ và vừa khó. Dễ ở chỗ là chỉ cần các em nghe được vài từ nội dung thôi mình có thể chọn được đáp án rồi. Còn khó là mình rất là khó nghe những từ người ta nói bị lấp đi, đúng không nào? Đấy là gọi là từ lặng, khi người ta nói theo ngữ điệu. Như vậy để nghe được các em phải nói theo ngữ điệu lên và xuống. Nào bây giờ mình cùng nghe kỹ lại từng câu một nha. Đấy. Em gái của bạn trông như thế nào? What does your sister look like? Yeah. What does your sister look like? Lại lên và xuống như thế. She's very tall. Nếu từ bạn nào chưa biết chữ very là đây, rất đây, very tall. Bà của bạn trông như thế nào? What does your grandmother look like? She's old and short. Đấy. How old is your brother? How old is your brother? He's 12. 12. What does he look like? He's slim and short. Đấy. Như vậy, đây là nội dung của cuộc nói chuyện mà mình vừa nghe xong. Mình cùng nghe và lặp lại theo cô một lần nữa nhé. What does your sister look like? She's very tall. What does your grandmother look like? She's old and short. How old is your brother? He's 12. What does he look like? He's slim and short. Very good. Và mình
Sẽ cùng nghe lại từng câu một nha. Page 25, Activity 3. Listen and tick. 1. What does your sister look like? Các em nghe được không? What does your sister look like? She's very tall. Hi. She's very tall. 2. What does your grandmother look like? What does your grandmother look like? She's old and short. She's old and short. 3. How old is your brother? How old is your brother? He's 12. He's 12. Em đang nghe và lặp lại to theo như cô đấy. What does he look like? What does he look like? He's slim and short. He's slim and short. Đó là toàn bộ phần nghe đúng không nào? Bây giờ mình nhìn thấy chữ rồi nghe rất là dễ đúng không nào? Ở phần này mình sẽ look and write. Nhìn và viết. Mình nhìn anh này mình viết luôn là gì? What does he look like? Cậu ấy trông như thế nào? Cao và mảnh khảnh. Cao là tall and slim. Very good. Các em nói to, nói trước khi mà chữ của cô xuất hiện càng tốt nhé. What does she look like? Cô này gì nhỉ? Thấp đúng không? Trẻ đúng không? She's short and young. What do they look like? They là gì nhỉ? Lần đầu tiên mình gặp trong bài này đúng không? They là họ. Họ trông như thế nào? Gì? Họ lớn tuổi. Họ già rồi. They old. They are old. What do they look like? They are old. Đó. Em thấy không? Khi hỏi anh ấy trông như thế nào là what does he? What does she? Là cô ấy trông như thế nào? Và họ trông như thế nào là what do they? Các em nhớ chú ý sự khác nhau nhé. Và mình sang câu 4 nào. What do they tiếp look like? They, họ trẻ trung và cao ráo. They are young and tall. Như vậy ở phần này mình cần chú ý là họ trông như thế nào là what do they? Và what do they look like? Còn cô ấy trông như thế nào, anh ấy trông như thế nào là what does he look like? What does she look like? Nha. Đó, mình cùng đọc to lại một lần nữa nào. What does he look like? He's tall and slim. What does she look like? She's short and young. What do they look like? They are old. What do they look like? They are young and tall. Đó, để cho các em nhớ hai cái cấu trúc mới nha. Và tóm lại của phần bài học này là mình đã học những từ mới hay là những phần thông qua các hình ảnh ở bên trên. Nào, mình sẽ cùng nhìn lại bức ảnh. Ở đây là mình học về bạn nữ này đang viết một bức thư cho anh trai của bạn ý đúng không? Anh ý là gì? À, anh trai của anh bạn ý là cầu thủ bóng đá. Đúng không nào? Và anh ấy đang ở đâu bây giờ? Anh ấy ở Anh. Và phần này là mình nghe để chọn đáp án. Một người thì very tall, rất là cao. Một người thì già và thấp. Gì? Old and short. Một người là gì? Thấp và mảnh rẻ. Short and slim. Các em thấy có dễ nhớ nội dung bài học không? Rồi và tả những cái người này. Người này thì short and young, vừa thấp vừa trẻ. Người này thì hình như là tall, hình như là slim, mảnh rẻ. Người này thì old. They are very old. How, what do they look like? Họ trông như thế nào? They are old. Người này thì what do they look like? Họ trông như thế nào? Họ gì? Cao và gầy đúng không? Mảnh rẻ đúng không? Tall and slim hay là young and tall. Đó. Nào bây giờ mình sẽ cùng ôn lại bằng các từ mới ở trên màn hình nhé. Bạn đang làm gì vậy là gì? What are you doing? Đó. Mình đang viết thư là gì nhỉ? I'm writing an email to my brother. Đây là mình ôn tập lại thôi. Các em sẽ thấy là toàn bộ nội dung mình học sẽ gói gọn trong cái phần màn hình này. He, where is he now? Anh ấy ở Anh. He's in England. What does he do? He's a footballer. What does he look like? He's tall.
Và mình có cái từ mới slim, tall, short, young, old. Đó, dễ không nhỉ? Rất là dễ đúng không nào? Mình sang một phần nữa mà cô sẽ show hết cho các em luôn. Đây. Như vậy, trong phần bài học này mình học 3 người, mình sẽ có câu nói là anh ấy trông như thế nào? What does he look like? Cô ấy trông như thế nào? What does she look like? Họ trông như thế nào? What do they look like? Như cô vừa nói đúng không? Mà mình trả lời he is slim hoặc gì đấy. They are tall. Như vậy khi they này là they are. They are, cô hy vọng các em vẫn còn nhớ cái từ đấy. Ở trong sách có rồi đúng không? They are tall. Đó. Và khi các em chú ý khi người ta viết tắt đây. He is, he's, he is tall, he's tall đều như nhau. Và đây là cách viết tắt các em nhé. She is thì mình có viết tắt là she's và she is slim, she's slim. Đó, đây là cái phần ngữ pháp mà cô nghĩ là các bạn sẽ hơi bị nhầm lẫn và thấy hơi khó. Thì cô nhắc lại một lần nữa. Và một phần quan trọng nữa trong bài này, mình đã học các câu hỏi. Các em có nhớ các câu hỏi gì không? Anh ấy trông như thế nào? Cô ấy trông như thế nào? Họ trông như thế nào? Anh ấy ở đâu? Đúng không ạ? Anh ấy làm nghề gì? Như vậy mình đã học 4 câu hỏi. Các em xem các dạng của nó. Thứ nhất tả người là what does he look like? What? Đấy, như là mình vừa mới nghe xong. What does she look like? Đó. What do they look like? Đó. Khi hỏi về nghề mình sẽ hỏi là gì? Anh ấy làm nghề gì? What does he do? Đó. Và khi hỏi ở đâu mình hỏi where is he now? Các em nhớ 4 câu hỏi thì gồm 3 cấu trúc. Thứ nhất là tả. What do they look like? What does he look like? Where, what does he do? Và where is he now? Có khó không? Tiếng Anh hơn. Và như vậy là mình vừa học 4 cấu trúc câu hỏi đúng không nào? Ok, phần tiếng Anh thì hơi khó nhớ, nhưng mà tiếng Việt mình có thể nhớ được rằng là anh ấy trông như thế nào, cô ấy trông như thế nào, họ trông như thế nào, anh ấy làm nghề gì và anh ấy ở đâu. Mình cùng nhắc lại cho cô nào, anh ấy trông như thế nào? What does he look like? Cô ấy trông như thế nào? What does she look like? Họ trông như thế nào? What do they look like? Dễ không nào? Dễ. Anh ấy làm nghề gì? What does he do? Đấy, đều what does he. Còn look like là mình thêm chữ look like là trông như thế nào. Còn làm gì là trông chữ thêm chữ do. Thêm nữa là anh ấy ở đâu, anh ấy thì ở đâu là where is he now. Đó. Đấy. Đây là phần cô vừa mới nhắc lại xong đúng không? Đấy. Phần viết tắt. Đó. Và phần cuối cùng là phần examination, là phần kỳ thi. Kỳ thi của các em. Đây. What cô đã bán luôn, does your brother look like? Các em giải thích cho cô tại sao mình chọn đó là does. Bởi vì nào nhỉ? Your brother là bằng he. Anh trai của bạn thì có phải là anh ấy không? Thì như vậy là he. Cho nên mình chọn đáp án là what does your brother look like? Như công thức mình vừa học xong. Còn what do you look like? Vì sao? Vì sao nhỉ? Trong bài chưa xuất hiện chỉ có what do they thôi. Đúng không nào? Như vậy mình thêm một cái kiến thức mới là khi mình hỏi bạn trông như thế nào. Chắc là dù các em đi đón ai đấy, chưa gặp người đấy ở ngoài bao giờ đấy, thì what, bạn trông như thế nào? Thì mình sẽ có hỏi là what do you look like? Như vậy giống như what do they look like, đúng không nào? Như vậy khi hỏi bạn trông như thế nào, họ trông như thế nào, mình dùng what do you, what do they. Và mình sang câu 3 là cô ấy ở một nước nào đấy. Thì mình có English là tiếng Anh, người Anh, Australian, người Úc, American, người Mỹ, và Japan là nước Nhật. Như vậy mình sẽ chọn đáp án là nước. Cô ấy ở nước Nhật. Câu 5 là gì? Bài này cô có nói rồi đúng không nào? Và ở trong mỗi bài giảng cô đều có phần này. Mình nối thành câu là chủ ngữ là she, cô ấy. Cô ấy thì she is, và tall and young, she's tall and young, hoặc là she's young and tall đều được. Và câu 6 là câu cuối cùng gì? What does your mom look like? Và gì? Mình có là gì? Mẹ của bạn, mình sẽ nối được từ your mom. Trông như thế nào là look like, là điền là viết gần nhau rồi. Và mình sẽ có câu hỏi là what does your mom look like? Ok.
Hầu một số các bạn thì thấy là phần kiểm tra này hơi khó, nhưng mà thực chất là cũng không khó lắm đâu, vì toàn là kiến thức mình vừa mới học ở phần bài trên rồi, và trong bài kiểm tra thì nó thường ở dạng này và làm cho các bạn thấy hơi khó khăn nếu mà chưa được học, đúng không nào? Chính vì thế mà trong các bài giảng của cô chọn các phần các em thường thấy khó nhất để cô đưa vào. Ok, I hope you are learning very well. Cô hy vọng là các em đang học rất là tốt. Và this is the end of our lesson today. Đây là phần cuối cùng của bài học hôm nay rồi. Và see you next time in the next video. Hẹn gặp các em ở những video tiếp sau nha. Goodbye, see you next time. Bye bye.